Dạ, chàng Nam mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn quay lại video tiếp theo của Nam nha. Qua cái câu chuyện của bé Lam thì mấy ngày nay á, thì Nam cũng có chia sẻ thì rất mong bà con cô bác cũng chung là ủng hộ rất là nhiều. Nam cũng cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý bà con cô bác đang theo dõi trên kênh của Nam. Và giống như là nhân duyên ngày hôm qua là Nam cũng có gặp lại chú Chính, đúng ra là kêu bằng thầy Chính, nhưng mà từ bữa lúc đầu tiên là Nam đã kêu bằng chú Chính cho nên đã quen cái miệng á cô chú anh chị. Thì cái nhân duyên đầu tiên á thì Nam đã gặp chú đi bán nước dạo và có một chiếc xe hút đinh phía sau. Thì tất cả mọi người muốn biết cái video đó thì cách đây khoảng cỡ một tuần 10 ngày là Nam có đăng một cái video về cái chú Chính này đó. Và cái video thứ hai cũng chú Chính cũng nhân viên cái chú Chính cũng chia sẻ với Nam về câu chuyện với Lam. Và ngày hôm ba ngày hôm qua là cái là video thứ ba cũng là cũng đủ duyên với chú. Thì đó, thì chú cũng có chia sẻ cũng rất là rõ ràng. Và tất cả anh chị cô bác rồi nè, có bên Đạo Thiên Chúa, nói chung là tất cả mọi người vào xem thì mọi người ai cũng ủng hộ chú Chính. Và cũng có một vài comment thì cũng vô cũng hơi tiêu cực một chút xíu, nhưng mà thôi mình cũng không trách. Tại vì mình nói đi nói lại hoài thì cũng người ta có không hiểu rồi á, giống như là mình nói nước đổ đầu dịch thôi cô chú anh chị. Và hiện tại bây giờ á, Nam sẽ mở cho cô chú anh chị nghe một cái kênh YouTube của anh Khang Lang Thang. Anh này chung là chia sẻ rất là gắt nghe cô chú anh chị. Mời Nam mời tất cả mọi người vào xem nha, vào Xin tên nghe. của Khang Lang Thang nha. Thì trong video này gửi đến những cái người mà đang nói về bé Tường Lam 5 tuổi nha mọi người. Thì trong đó thì cũng có những cái thành phần già đầu giống như cái bà mắt kiến nè. Đó em mở trên màn hình mọi người thấy là bà này nói nhiều lắm. Đó thì bữa nay em sẽ lấy cái clip này em đăng lại bà nha. Và cũng có nhiều cái người cũng đã gọi là đầu cũng muốn bạc rồi. Nhưng mà lại ăn thua, xua gọi là hơn thua lại với một đứa con nít. Thấy không? Hèn không? Hèn không? Tôi hỏi những cái người đó lớn đầu rồi hèn không? Không, ăn thua với ai không ăn thua? Ăn thua với một đứa con nít 5 tuổi. Hèn dữ vậy? Hả? Những cái ông sư cũng vậy nữa. Những cái ông sư nào mà ghen tức ở đó mà lên tiếng nói về bé Tường Lam cái này kia đó thì tôi thấy thì thôi bỏ cái áo nhà sư xuống đi. Ha, mặc vô cái áo ba thun ba lỗ đi cho nó hợp lý. Cái đầu mà áo Hả? thì ba lỗ cười Sư lên. cái gì đâu mà ăn thua là một đứa con nít gọi là 4 5 tuổi vậy? Kỳ vậy, tu gì kỳ vậy? Hả? Tu là bỏ hết rồi nhưng mà mấy mấy ba mấy má hay sân si lắm ha, bỏ cái áo nhà sư xuống đi, mặc vô cái áo gọi là áo thun ba lỗ đi đó. Có cái chùa gì đó mà gọi là lấy cây cọng cỏ gì đó đó, chùa cọng cỏ đó Chùa cũng đó, có. thì sao không lên giỏi lên nói đi, ăn thua chi với một đứa con nít vậy? Hả không, hèn không, sống quý vị hèn không vậy? Hả, những cái người mà đang gọi là ăn thua với là một bé Tường Lam chỉ 5 tuổi thôi đó, hèn không? Tôi thấy là tôi rất hổ thẹn, nếu mà tôi phải là bà con dòng họ chắc tôi nhục lắm đó, hơn là không bà con dòng họ gì với những người đó quý vị đó, chứ có chung chắc anh nhục lắm đó. Những cái thành phần gọi là ăn thua hơn thua với lại một đứa con nít đó, không sống gì sống làm gì đó. Sau đây thì em sẽ mở cái clip này cho bà con của chú anh chị nghe. Cái bà mắt kiến này nè, bà tên gì thì em chưa có điều tra được, nhưng mà bà nói rất là hay nha. Ăn thua gọi là thua đủ với bé Tường Lam luôn đó. Thì sau đây cho quý vị vừa nghe em vừa phân tích cho mọi người nghe. Bà này bà xạo tới mức cỡ nào ha. Bây giờ em nói Tường Lam chứ, Tường Lam em xin lỗi sorry nha. Tường Mà Lam cái Tường Lam đúng là từ đầu tới đuôi là câu chuyện này á, dạng thứ nhất dàn dựng là mẹ của bé Tường Lam của chú anh chị. bằng chứng đâu, nếu bà đã nói cái câu chuyện này Đó. là dàn dựng đó câu. Thì cũng tất cả mọi người cũng đã xem một đoạn nói chuyện của anh Khang Lang Thang á cô chú anh chị. Thì cũng có một số thành phần trong này là giống như là nói là gia đình bé dàn dựng và dẫn dắt cho bé Lam để bé Lam nói theo gia đình. Đúng như những gì anh Khang cũng nãy cũng đang nói thì Nam cũng chia sẻ lại. Thứ nhất là tất cả mọi người lấy cơ sở cái nào
mà để quy chụp ha. Và cái thứ hai, Nam cũng nói thẳng lên tất cả mọi người biết luôn, cho dù gia đình bé có hướng dẫn và dạy bé làm đi nữa, cái đó là một cái điều rất là tốt nghe cô chú chị. Người ta đâu sai, đâu dạy sai đâu, mà đâu phải một đứa bé nào mà dạy cũng thuộc kinh Phật như vậy. Phải có căn tu thì và có duyên với Phật pháp thì khi mà dạy cho bé, hoặc là bé cầm điện thoại bé nghe kinh pháp thì nó mới thuộc được. Chứ làm sao mà không có cái duyên và căn tu, làm sao mà dạy mà nó làm theo mình được? Không bao giờ, thật sự luôn. Nam cũng có mấy đứa cháu, 5-6 đứa, chả bao giờ nó bấm điện thoại mà nó vô nó nghe kinh Phật hết. Đó là Nam nói thật sự. Lên điện thoại coi làm gì, coi những cái video ngắn là hoạt hình, game, chơi game thôi, chứ không bao giờ mà nó nghe vào nghe kinh Phật. Thì tất cả cô chú anh chị thử xem, thì những con và cháu của cô chú anh chị cũng đâu, mọi người cũng kêu mấy đứa đó vào học kinh thử coi nó chịu không. Làm sao mà nó chịu, nó không có duyên với nó làm sao nó chịu được. Cho dù bây giờ Nam cũng nói lại cho tất cả những người mà đang công kích gia đình cái Lam á, thì nên mình phải có một cái suy nghĩ và cái tư duy nó thoáng hơn một chút. Phải chi gia đình bé Lam dạy bé Tường Lam cái điều sai, hoặc là dạy bé Tường Lam mở miệng lên xin tiền mọi người, thì tất cả anh chị đang làm mạng xã hội này thì mình lên mình nói được nha. Và mình nói là mình phải có bằng chứng đó, có đoạn ghi âm hay là tin nhắn gì đó thì mình làm bằng chứng nha. Còn mà mình lên mà mình nói mà chỉ bằng nói bằng cái miệng thì ai nói cũng được hết. Bản thân Nam cũng nói được vậy, nhưng mà cái lương tâm nó không cho phép đâu cô chú anh chị. Mình nói là làm trái với cái lương tâm của mình, không cho phép. Tại sao những ngày vừa qua Nam chia sẻ về bé Tường Lam mà tại sao Nam không đi nói xấu, mà Nam muốn bảo vệ bé Lam và gia đình là như vậy. Tại vì cái lương tâm mình không có cho phép của chú chị. Một đứa bé như vậy thì tất cả mọi người ai hiểu biết được về Phật pháp thì mình phải tạo cái hướng cho bé, để cho bé tu tập, cái con đường tu tập của bé nó sẽ tốt hơn. Chứ không phải mình thấy bé như vậy bắt đầu mình soi mói gia đình, rồi mình xuyên tạc gia đình người ta, đó một điều quá sai mà mấy bạn vẫn cố chấp nha. Và cũng có số tu sĩ, cư sĩ, rồi mấy số thầy tu đồ cũng lên cũng sân si quá nhiều, giống như anh Khang Lăng Thang nãy nói vậy đó. Thay vì lột đồ nó ra đi thì mặc áo thun ba lỗ cho nó đẹp hơn. Thật sự qua cái câu chuyện của bé Lam, nói chung mà Nam rất là buồn cho những người mà có cái tư duy đố kỵ như vậy. Gia đình bé Lam là chưa bao giờ lên tiếng về điều gì mà tất cả các anh chị dẫn dắt dư luận, rồi soi mói, rồi xem qua video bé Lam lâu lâu nhìn liếc qua nhìn mẹ thì tất cả anh chị cũng vào soi mói cho được. Thật sự lẽ như giờ nói chuyện ở đám đông mà bé rất là trầm tĩnh như vậy rồi, đâu phải là đơn giản đâu cô chú anh chị, đâu phải đứa bé nào cũng được như vậy. Thì lâu lâu thì bé nó phải dòm qua đây dòm lại là chuyện bình thường mà, sao mà mình cũng vô mình cũng đến nhận xét được cái vấn đề đó nữa. Mình Nam thật sự Nam cũng không chịu thua mấy bạn luôn, nói bên đây là nó ra bên đây rồi, nó không có động lại làm sao mà mấy bạn hiểu được. Và thử thời tất cả anh chị đang mà nói xấu gia đình bé Lam á, thử thời bây giờ nha, tất cả anh chị bây giờ kêu gọi thử coi có ai phát tâm làm từ thiện cho mấy anh chị không. Mà trong khi đó một câu nói của bé Tường Lam thôi mà bữa giờ có rất nhiều cô chú mạnh thường quân
Chỉ một câu nói đơn giản thôi là rất là nhiều bà con nghèo được nhận qua phần gạo của mình, hàng tấn gạo chứ không phải ít. Cho nên đó, cái tâm của bé Tường Lam rất là lớn và cao. Mà một đứa bé mới có năm, hơn 5 tuổi một chút xíu như vậy là hơn cả tuyệt vời của chú nhỉ. Và chú Chính đó, thì chú Chính là một người rất là khiêm tốn, biết đạo, về đạo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chú Chính chia sẻ, chú Chính rất là khiêm tốn. Và cái thứ hai nữa, chú Chính là thầy, là chữa bệnh rất là nhiều là bệnh nha của chú chị. Giống như là thoái hóa cột sống nè, thoát dị đĩa đệm nè, rồi xương khớp nè, gãy tay nè, rồi nói chung là bị gút rồi đó, là chú sẽ có điều trị những cái đó. Và chú thì chỉ lấy tiền thuốc bắc và tiền rượu và tiền băng một thang như vậy á, là nghe chú nói là 500.000 một thang, nhưng mà mình đắp tới một tuần là cô chú chị đó. Còn cái tiền công á thì tùy tâm mọi người, ai muốn cho nhiều cho, chú không có đòi hỏi, không cho cũng không sao. Nó tại vì chú làm từ cái tâm. Nếu mà chú cũng có chia sẻ để chú thì không có muốn ấy với mọi người, thì qua cái câu chuyện bữa giờ mà chú chia sẻ, thấy chú có một cái tâm rất tốt, thì Nam cũng sẵn đây Nam cũng chia sẻ đến cho mọi người. Ai mà mắc phải những cái căn bệnh mà Nam mới chia sẻ thì có gì liên hệ Nam, Nam sẽ dẫn gặp chú. Và cái khi mà chú lại khám bệnh á, thì chú sẽ kèm theo chăm cứu cho cô chú anh chị. Và cái tiền công á, thì mọi người là tùy tâm thôi, muốn cho bao nhiêu thì chú nhận bấy nhiêu, chú không có là đòi hỏi là khi mà nhận bệnh đó là hết 3 triệu, 5 triệu gì đó, không có nha quý vị. Cho nên khi hôm qua là chú chia sẻ với Nam, nếu mà chú mà làm mà lấy tiền á, là bây giờ chú đã hơn 50 tuổi là chú không có ở nhà trọ, nhà thuê đâu, là chú ở nhà cao cửa rộng rồi. Nhưng mà chú nói là cái lương tâm không cho phép đó, tại vì chú là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì thường thường đó, những người mà bên Phật giáo Hòa Hảo á, người ta theo đạo á, thì một cái đức tính của người ta rất là tốt và chân quý của chú anh chị đó. Thì khi mà qua những cái câu chuyện mà chú chia sẻ một lần nữa, Nam cũng cảm ơn chú Chính rất là nhiều, cũng đã đủ duyên và tạo cái duyên để cho chú cháu gặp nhau và chú chia sẻ về Phật và về Phật pháp theo bên Phật giáo Hòa Hảo, để cho Nam biết thêm một chút nào đó. Thì Nam cũng không có am hiểu về Phật pháp nhiều đâu, nhưng mà Nam chỉ là tu theo cái bản thân mình, cái tâm của mình thôi. Mình phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào mình giúp người đó. Giống như là mình làm từ cái tâm, giống như là cuối năm nay là từ ngày 20, dự kiến của Nam là ngày 23, 24 âm lịch là Nam sẽ có một hai người gì đó, chung cũng chưa có chắc cú, là sẽ đồng hành với Nam để hỗ trợ mà nước suối ốc lạnh đó, là 2 ngày có thể là 200 lốc, 300 lốc gì đó. Nếu mà không ấy thì Nam sẽ tự bỏ tiền túi ra để làm cái chương trình là tiếp sức cho bà con đi về quê ăn Tết đó cô chú anh chị. Thì mỗi một người thì mỗi một xe gì là 2 đến 3 chai, rồi kèm theo một cái khăn ướt nữa. Đó, thì Nam dự kiến là ngày 23 24 Nam làm là phát nước suối number one đó, một lốc gì là 15.000 đó, thì kiến là 150 đến 200 lốc, thì khoảng 2 ngày thì Nam sẽ liên kết với bên đoàn thanh niên hoặc là dưới bên cảnh sát giao thông của công an tỉnh Bình Dương, để mình muốn làm cái nhịp cầu nối và mình muốn chia sẻ cái hình ảnh đẹp đến cho tất cả mọi người. Và mình cũng mình tiếp sức một cái phần nhỏ bé của mình thôi, với cùng với hai chị mình thường quân đó. Nhưng mà hai chị đó hỗ trợ bao nhiêu thì chưa biết, thí dụ như còn thiếu bao nhiêu thì Nam sẽ bỏ tiền túi vô
Tại cũng đâu đó phải chơi hơn hơn 3 triệu, tại có thêm khăn khăn lạnh với bọc nữa thì phải 30 mấy. Thì qua cái câu chuyện của bé Tường Lam với cô chú chị thì Nam cũng mong rằng tất cả mọi người mình hãy yêu thương bé Tường Lam và hãy ủng hộ bé Tường Lam để cho bé có một cái bé và gia đình để có một cái hướng theo đạo, để cho bé theo học và nói chung là cái con đường hướng đạo của bé Tường Lam á, để tốt hơn, để sau này bé lớn lên sẽ hoàn thiện được cái bản thân của bé. Và Nam cũng mong rằng tất cả mọi người mình là sống bớt sân si lại nha. Nó không có đáng đâu cô chú anh chị, mình hãy làm tốt cho bản thân của mình đi đó. Và mình xem cái nào đúng thì mình làm, cái nào mình thấy cảm thấy mà nó không đúng thì mình đừng nên làm. Nam tuy là Nam nhỏ tuổi thiệt nhưng mà Nam không phải là Nam lên đây mà Nam dạy mọi người gì hết. Nam chỉ chia sẻ cái bản thân của mình thôi. Và tại vì tất cả những khi mà Nam chia sẻ lên đây thì có rất là nhiều ông bà nè, rồi cô bác, rồi anh chị và đồng trang lứa của Nam và mấy cái em nhỏ hơn Nam nữa. Cho nên khi mà mình lên cái video này mình nói những điều nào nó sẽ tốt hơn để cho tất cả mọi người xem, và đặc biệt là mấy em nhỏ đó. Khi mà mình chia sẻ ở đây mà sai thì tất cả em nhỏ vô tình nghe được cái video của mình rồi các em bắt chước làm theo thì nó là ảnh hưởng tới một cái tương lai của mấy đứa nhỏ. Và Nam thì chỉ muốn tất cả mọi người bình đẳng và tốt, sống tốt. Và qua đây nữa, Nam cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị luôn, Nam cũng đang phân phối bên công ty của anh Gồng Nhỏ Kim Tiểu Long, đó là trà mắt ngủ, bánh thuyền, rồi rong biển và mít sấy. Mong rằng cô chú anh chị sẽ yêu thương Nam và ủng hộ những sản phẩm của Nam. Rong biển, bánh thuyền với mít siêu hạt là 3 bịch trở lên là Nam sẽ miễn ship toàn quốc. Trà thì 2 hộp là Nam cũng miễn ship cho tất cả cô chú anh chị luôn. Và lần cuối nữa Nam cũng xin kết thúc video clip tại đây, và Nam cũng chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Nhớ cho Nam một lượt đăng ký và một lượt bình luận nha cô chú anh chị. Bye bye.